Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân sống dọc bờ sông Danh, huyện Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình luôn phải sống trong thấp thỏm lo âu vì sạt lở. Mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp khắc phục, tuy nhiên tình trạng sạt lở ngày càng lấn sâu khiến cho người dân hết sức lo lắng khi mùa mưa bão đang cận kề. Sống dọc bờ sông Danh hàng chục năm nay trong ngôi nhà kiên cố. Tuy nhiên đã nhiều năm qua, gia đình bà Lê Thị Hồng Phước, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình luôn phải sống trong cảnh chạy lũ mỗi khi mùa mưa bão về. Mặc dù gia đình đã tự bỏ kinh phí đầu tư xây dựng kè bao quanh, tuy nhiên tình trạng sạt lở ngày một nghiêm trọng khiến gia đình bà hết sức lo lắng. Tôi ở đây từ khi năm 93 đến giờ, nhưng mà nói chung ở chỗ này thì cứ sạt lở tối một hàng năm, là tối đến mùa lũ là cái lúc nào tôi không đi trú hết. Tôi cũng mong là cấp trên rồi là thương cái thôn Lạc Sơn này để xin một cái kè để mà làm lại để cho hắn ổn định. Để xử lý cái này thì đòi hỏi cái nguồn vốn rất là lớn, do đó với cái tâm của huyện rồi các sở ngành thì cũng chưa có thể là triển khai ngay được. Thì cũng tôi cũng thay mặt cho bà con nhân dân cũng như chính quyền địa phương cũng mong rằng các cấp các ngành, các ủy ban tỉnh sẽ đề xuất các bộ ngành trung ương để khẩn trương hỗ trợ cái nguồn vốn đầu tư để làm cái kè kiên cố để đảm bảo cái an toàn tính mạng của người dân. Ven sông Danh, tình trạng sạt lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng, nhất là trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Hàng trăm hộ dân ở các xã như Châu Hóa, Mai Hóa, Đức Hóa, Thuận Hóa và Tuyên Hóa hiện đang đối diện với nguy cơ mất đất, mất nhà khi mưa lũ hàng năm càng ăn sâu vào nhà dân, khiến người dân luôn sống trong cảnh bất an. Trong khi đó, phương án và các giải pháp khắc phục tình trạng này còn rất nhiều khó khăn. Chỉ đạo các xã, thị trấn ra soát lại các cái điểm sạt lở dọc các sông, xây dựng cái phương án nếu ảnh hưởng đến các hộ dân sống gần đó thì phải di dời ngay các hộ dân đến cái nơi an toàn. Bên cạnh đó thì cũng phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn để hỗ trợ cái nguồn tái định cư di dân dân cho người dân từ các cái vùng nguy cơ sạt lở đến các cái điểm xét nghiệm ở khu dân cư nhằm ổn định đời sống cho người dân. Mùa mưa bão cận kề, cuộc sống của hàng trăm hộ dân ven sông Danh đang bị đe dọa nghiêm trọng. Trong khi chờ dự án khắc phục thì người dân nơi đây luôn phải sống trong cảnh chạy lũ.